Hello, xin chào thầy các bác đã quay lại với cửa hàng anh Kỳ Audio. Hôm nay anh Kỳ sẽ test cho các bác cái chất âm và như là tiện luôn test cho anh em cái mic Maygu luôn. Đấy, đồ toàn là dùng rất là bình thường thôi. Đấy, nhưng mà quan trọng nhất là cái lời con B3 này nó như thế nào. B3 thì anh em thấy rồi, đây, nó sẽ là hai nẹp nhôm hai bên căng lưới màu lông chuột luôn cùng với bầu của Phantom. Đây là logo B3, chúng ta có thể xoay đi xoay lại tùy anh em nhé. Còn với đằng sau thì đây sẽ là thông số kỹ thuật, còn bác nào mà chưa xem nội thất á thì chúng ta có thể là lên kênh Anh Kỳ, chúng ta có thể là gõ vào loa B3 HS01 để ra. Giá hôm nay là rất là rẻ, thật sự các bác là rất là rẻ luôn. Và đây là cái lô loa em giảm giá cuối cùng trong cửa hàng Anh Kỳ Audio. Đấy, và mời các bác cùng thưởng thức qua cái chất âm loa này. Bác nào đang chờ đợi thì cho Anh Kỳ xin like nhá. Và khẳng định các bác luôn là bác nào mà đang cần một đôi loa mà hát karaoke nó hay, nghe nhạc hay, sáng tiếng, ba đường tiếng. Đấy, một dòng thương hiệu nổi tiếng tới từ B3. Và đây là model HS101 anh em nhá. Bass 25, hai chung và hai chất. Mời các bác cùng thưởng thức qua cái chất âm của đôi loa này các bác nhá. Ok, bây giờ được mời các bác cùng thưởng thức chất âm phải nói là cực kỳ đẳng cấp của đôi loa B3. Giá nó thực sự các bác luôn là quá là ngọt ngào luôn, với một đôi loa tới từ thương hiệu của Getmani anh em nhá. Tới từ Fascist Đức. B3 thì quá là nổi tiếng rồi. Ok, thì bây giờ ta sẽ tăng volume lên. Anh em để ý nha, cái tiếng chung nguồn này nó rất là phê luôn. Đấy, dòng loa 3 đường tiếng đây, quan trọng nhất là cái chung của nó là B3 nó đẹp luôn. B3 thì nó cho ra chất âm là rất là trong trẻo và nó sáng. Với sự hỗ trợ của hai chiếc chung phải nói là rất là đại, thì khi chúng ta nghe nhạc thì phải nói là cái tiếng nhạc nó ra rất là hay. Đấy, anh em nghe rất là hay luôn. Rất là rõ ràng, rành mạch và rất là trong trẻo luôn đó nha. Nó rất là trong trẻo luôn. Test được cả bài được. Đấy, đợt này bản quyền nó làm rất là mạnh nên là bên các hành kỳ cũng thật sự các bác luôn là không thể test các bài được. Nhưng với những bác nào mà đang cần một đôi loa mà nó phải nói là ví dụ như tiếng trong gia đình của bác đang bị bí, bị lì
hay là nó thật các bác luôn là kể như các bác đang xài nhưng các nó nằm mà nó cái lời nó ra chưa được thoát tiếng, thì đây là một cái sự lựa chọn của nó là đáng đồng tiền bát gạo với cái giá 5 triệu đồng hiện tại luôn. Đấy, 5 triệu đồng. Thì bây giờ em sẽ mời các bác luôn là em sẽ test. Và cái bộ dàn ở đây thì em cũng chỉ dùng là những cái con hay test thôi. Bây giờ theo cái mic, mic dây thôi anh em nhá. Cái mic dây mà em đang bán với giá là 200 ngàn đấy. Đấy, bây giờ em mời các bác cùng thử xem nhá. Đấy. Ok các bác. Đây, nói chung là mic bắt rất là tốt anh em nhá. 200k một con mic Maihu, hàng xịn luôn. Lên 1, 2, 5, 6, this 1, 2, 6, đó kìa, tiếng nó tròn, nó đẹp. Đấy. Ok, ta sẽ làm một đoạn nhạc các bác nhé. Đẹp anh em nhé. Anh em nào đang mà hát mà nó bị ấy này kia mà nó bị nó lì tiếng, anh em làm đôi này về cho em khác hoàn toàn luôn. Lê một hai hát chay anh em nhé. Em ơi có phải trời đã sai đâu, mùa đông giá vắng anh đang chờ, mùa đông ai ngắn anh đang tìm tìm màu áo cưới cho Lê Bồn Ai. Lê rất là đẹp luôn. Ok, nói chung đôi loại này 5 triệu đã đồng tiền bát gạo, 4 triệu 8 với những con mà nó là mất cái tem của ba. Đấy, hiện chưa anh em, hiện chưa. Ai, anh em thích lật ngược lật đít gì nó như nhau hết chứ anh em. Đây một dòng cân đối vùng vắn nó như là phun lên một dòng nó ba đường tiếng rất là đẹp, phần thần gấu bát đẹp, nói chung là B3 được khỏi bàn. Anh em nào mà còn thắc mắc gì thì chúng ta có thể là đợi lần sau, nhưng lô này em thông báo cho anh em là chỉ có 5 triệu đúng không anh? 5 triệu đúng không? Đấy, 5 triệu đồng một đôi B3 HS01, các bác không chốt là coi như là phí cuộc đời ngay. Đây, và đôi này chưa được lập rất là tốt anh em nhá. Nhưng với phòng thể tích là 25-30m² đổ xuống là nó thể hiện là chất âm nó tốt nhất. Đấy, ok các bác, cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn lại các bác những video tiếp theo. Xin chào mọi người.